Alo, Cà Phê Cốc xin kính chào cô chú, quý anh chị em trong và ngoài nước. Một ngày tràn đầy năng lượng cực. Thì hôm qua đến giờ thì trên các cõi không gian mạng như là Facebooker hoặc là YouTuber cũng nói về vấn đề về cái tờ những phương diện báo chí đã từng nói về là ông Huỳnh Uy Dũng không đủ căn cứ cơ sở mà gọi là đồng phạm. Thì có những ý kiến trái chiều và những ý kiến đồng quan điểm rất là rõ. Đối với Cà Phê Cốc thì cô chú cũng đã tham gia trên diễn đàn của Long Vũ Vlog, cũng nói rất rõ về quan điểm của Cà Phê Cốc rất rõ. Thì Cà Phê Cốc á, thì hôm nay Cà Phê Cốc sẽ chia sẻ quan điểm về câu chuyện của anh Huỳnh Uy Dũng ha. Nếu chúng ta nói về câu chuyện thì nó phải có đầu có đuôi. Còn dựa vào phương diện báo chí họ đưa ra là vấn đề là có kết luận, chưa có kết luận ha, chưa đủ cái vấn đề là đủ cơ sở để anh Dũng có đồng phạm hay không. Thì cũng có những cái như là bà Lan đưa ra những cái ý kiến thật sự là nó rất là gập khiển. Nhưng ở đây Cà Phê Cốc sẽ nói rõ cho quý chị em hiểu rõ vấn đề. Vào ngày 27 tháng 6 2022 thì trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải về lời khai của ba người đồng phạm, đó là ba trợ lý của chị Hằng. Thì họ có những vai trò như thế nào? Thì với tiến sĩ Đại Đình Quân thì chúng ta cũng thấy thì họ cứ dựa vào câu chuyện là tiến sĩ anh Đại Đình Quân cũng chưa có góc độ là cấu thành đồng phạm, mà tiến sĩ Đại Đình Quân hiện tại là đang bị khởi tố 331 đúng không ạ? Còn đối với anh Dũng thì trên cơ sở là 9 clip thì họ căn cứ vào đúng có một clip duy nhất là trên 9 buổi, hãy nhớ rõ nha, 9 clip mà anh Dũng có phương diện tham gia vai trò là người chia sẻ trên diễn đàn của các YouTuber của chị Nguyễn Phương Anh. Thì chính lần đó chỉ có một lần duy nhất có quan điểm về cá nhân của ông Đức Hạnh là cái clip cuối cùng buổi livestream trường đua chó ngựa. Thì chúng ta thấy trên quan điểm đó thì anh Dũng nói rất là tế nhị rõ ràng, mà họ có căn cứ vào đâu? Họ cứ nói. Còn cái bây giờ á, nếu họ dựa vào chính cái góc độ clip mà nói là ông Dũng vô khống, thì trong chính clip đó anh Dũng có nói về thằng Y, đúng không ạ? Thì rõ ràng bây giờ nếu mà có dậy sống nữa, ai là người thiệt thòi? Tôi cũng rất là mong luôn, tôi cũng rất là mong vấn đề là cũng dậy sống lên để làm gì? Cho thằng Y nó lầu ra. Vì câu chuyện này có lửa hay không khỏi cũng là do thằng Y. Mà anh Dũng thì rất là rõ quan điểm. Chúng ta biết anh Huỳnh Uy Dũng là một người rất là công tâm và quan điểm rất rõ ràng, chứ không phải là giống như những cái YouTuber mà hiện tại chia sẻ trên phương diện quan điểm cá nhân riêng của họ. Đó, nên nhiều cái chúng ta phải hiểu một rõ. Thì đối với bản thân của Cà Phê Cốc cũng đã chia sẻ rất là rõ trên quan điểm đối với anh Huỳnh Uy Dũng thì không có nha, không có vấn đề này. Tại vì mình đi câu chuyện thì mình hay hiểu chứ, đúng không cả nhà? Từng chút từng chút, còn nhiễu đám lương thì cứ nghe, cứ giống như ăn sâu trong đầu, nó cứ đưa ra những cái luận cứ ABC này nọ kia, rất là nhiều thứ, nên Cà Phê Cốc cũng không quan tâm. Vì cái hành trình Cà Phê Cốc đi, nó rất là phương diện thực tiễn khách quan, chứ không phải là phương tiện mà quy chụp hay là ai vua hoặc là hưởng ứng theo số lượng đông. Tại vì chúng ta là những người khán giả có những góc nhìn thật sự là công tâm và khách quan và sáng suốt và đầy đủ kiến thức để nhận thức được ông Huỳnh Uy Dũng có hay không, chứ không cần thiết là các YouTuber phải đưa ra người trái chiều người kia. Nên Cà Phê Cốc rất mong cô chú anh chị em và khán giả hãy giữ lập trường cho vững nha, hãy giữ lập trường cho vững. Vì chúng ta tin tưởng vào cơ quan chức năng, tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào ý chí của cơ quan thì chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều. Thì qua đây Cà Phê Cốc chỉ là chia sẻ quan điểm thôi, cho cô chú hiểu rõ. Thì Cà Phê Cốc rất là cảm ơn cô chú anh chị em đã đồng hành lắng nghe và chia sẻ, đăng ký ủng hộ. Cà Phê Cốc xin chân thành cảm ơn. Xin chào cô chú anh chị em một lần nữa.